cause I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say. Hello mọi người. Đây là một ngày đi làm thứ bảy của mình ở bên Nhật nè. Đó, đi cắt cỏ như vậy là một ngày này khoảng tính là tiền việc, tiền lương khoảng 2 triệu. Chào mọi người, lại là mình Tư đây. Thì thật sự là công việc của mình chỉ từ thứ hai tới thứ sáu thôi, nhưng mà hôm nay thứ bảy mình vẫn phải đi làm. Đó là tại vì công ty nó cho mình đi làm thêm một bữa thứ bảy nữa. Nói chung là mình được đi làm á. Đó, chứ không phải là mình bị đi làm đâu nha. Thì làm một bữa này là chỉ là đi cắt cỏ, dọn dẹp xung quanh công ty thôi. Ok, thì mọi người hãy cùng đón xem là một ngày đi làm vào thứ bảy và đi cắt cỏ như mình như thế này thì mình sẽ làm những công việc gì nha. Hôm nay thì nhóm mình có 10 người được đi làm vào ngày thứ bảy, thì 5 người là một nhóm làm ở bên kia và 5 người mình sẽ đi làm ở bên đây. Buổi sáng thì mình sẽ nhổ cỏ ở đây xong và buổi chiều mình sẽ ra cái nơi khác mình nhổ nha. Đây là nhóm bên kia 5 người nè mọi người. Thì ở đây mấy bạn này sẽ cầm một cái máy cắt cỏ nha, còn bên mình là cắt bằng lưỡi liềm. Đó, thì hiện tại là đang nghỉ giải lao. Bây giờ tại hồi nãy mình mặc cái áo tay ngắn nên là mình đã lên phòng mình đổi cái áo tay dài ra, tại vì trời hôm nay nó khá là nắng. Đây thì ký túc xá của mình ở đây. Bây giờ thì mình sẽ đi bộ qua bên công ty mình kế bên nhà. Thì từ nhà đi qua công ty chỉ có 5 phút thôi. Nãy giờ mình về mình lấy cái bình nước để đi uống nước, hôm nay đi cắt cỏ trời nắng nóng lắm. Nên là mấy các bạn nào mà đi làm ở ngoài trời á thì thật sự là rất là cực khổ luôn. Còn như mình là bình thường mình làm trong xưởng, nhưng mà hôm nay là được cho đi làm thêm một cái đi dọn dẹp vệ sinh này kia các kiểu á để kiếm thêm thu nhập thôi. Thì tại sao mình lại đi cắt cỏ như thế này? Tại vì ở trong xưởng thì không có việc làm, nên là công ty tìm cho mình những cái việc như thế này để đi làm kiếm thêm thôi. Nói chung là đi làm mà kiểu như đi chơi rồi đấy. Đó, làm cho có một cái việc nào đó để mọi người đi làm một thứ bảy thôi. Chứ thật ra thì những cái này cũng không có cần thiết phải là đi làm đâu. Công ty mình tuy là lương nó có thấp, nhưng mà nếu như mà một tháng mọi người được đi làm hai cái thứ bảy như vậy, xong rồi tăng ca khoảng 10 tiếng, thì một ngày đi làm thứ bảy của mình kiếm được khoảng 1 man. Thì cứ hai cái thứ bảy và khoảng 10 tiếng tăng ca thì là mọi người sẽ có thể cộng cái tiền tăng ca vô khoảng 3-4 man nữa, tức là tiền lương á, một tháng sẽ nhận được khoảng 13-14 man gì đó. Nói chung là tháng nào mà được 2 bữa đi làm như thế này và 10 tiếng tăng ca thôi thì tháng đó là ok rồi nha. Đây là nhà ăn ở bên xưởng 1 mọi người ạ. Còn cái nhà ăn trong cái video trước mình quay là ở bên xưởng 2. Đó, thì tại vì hôm nay là thứ bảy nên là không có ai ở đây hết, chứ bình thường ở đây là khoảng 12 giờ là giờ ăn trưa nha. Đó, thì mọi người ngồi ở đây là view cực kỳ đẹp luôn. Đó, view nhìn ra núi này kia luôn. Còn ký túc xá của mình thì ở đằng kia. Đó, mọi người sẽ chọn một chỗ rồi đó, sắp tới giờ ăn rồi. Khoảng 5 phút nữa là sẽ tới giờ ăn nha. Ok, đây là bữa cơm hôm nay của mình. Đây mọi người ạ, thì một phần cơm trưa, đây là cơm hộp mua ngoài tiệm nha. Đó, có xúc xích, thịt gà với miếng đồ chiên đây. Đó, một phần như thế này chắc khoảng 500 yên thôi, khoảng gần 100 ngàn tiền Việt á. Và nếu như mà các bạn đi làm vào thứ bảy và được ăn cơm trưa như thế này á, thì sẽ là được miễn phí phần cơm này luôn. Còn nếu như ngày bình thường đi làm thì mình chỉ được miễn phí khoảng chừng 70% thôi. Ok, itadakimasu. Thật sự là mọi người hay nói là cơm ở Nhật Bản thì ăn không ngon, đặc biệt là cơm hộp này kia nè. Nhưng mà đối với mình thì cơm hộp ở Nhật Bản cũng tạm được thôi. Nói chung là sẽ tùy vào cái phần ăn đó của mọi người là cái gì. Như mọi người có thể thấy cái phần cơm mà mình đang ăn á, thịt thì rất là nhiều nhưng mà rau rất là ít. Thì cái phần cơm này cũng đồ chiên nó cũng không có nhiều, nên là đối với mình cái phần cơm này rất là ngon. Còn những cái phần cơm khác mà đồ chiên nhiều á thì thật sự là đúng như mấy bạn nói á, là nó dở lắm, ăn rất là khó ăn. Với lại nó khô nữa, nó không có canh.
Sau khi ăn xong thì mình sẽ mang cái hộp cơm lên trên này và để ở đây. Ai là người ăn cuối cùng thì sẽ đi vứt cái nguyên cái túi rác này nha. Đây là cái máy nước, nước uống nha mọi người. Thì mình sẽ đi lấy cái ca, cái ly. Đó, ở đây. Xong rồi đây có hai loại. Cái ở trên này là trà xanh, còn ở dưới đây là nước lạnh bình thường thôi. Thì bên đây là lạnh và nóng nè. Mình bấm vô đây thôi. Đó. Uống xong thì cái ca này nó đã dơ rồi. Mọi người sẽ vứt ở đây nha. Đây, vứt ở đây thôi. Buổi chiều thì mình lại tiếp tục công việc như thế này thôi. Thì khoảng 12:45 là chuông nó sẽ reo rồi mình sẽ đi làm tiếp. Thì thực sự là cũng đi vòng vòng mấy cái xưởng ở đây dọn dẹp thôi mọi người ạ. Công việc thì nói chung nó khá là nhàn. Nó chỉ có một cái là mọi người làm ngoài trời thì thời tiết nó nắng nóng á, nó khó chịu, nó oi bức một xíu thôi. Ok, bây giờ sau khi ăn cơm xong thì mình sẽ đi kiếm một cái chỗ nào đó mình ngủ. Thì mình sẽ quay cho mọi người xem là thằng bạn mình bây giờ nó đang chuẩn bị. Đó. Đó, bây giờ nó chuẩn bị nó nằm ở đây rồi, đó là nó ngủ. Mọi người có thấy nó kéo rèm luôn rồi nè. Đó, giờ ngủ có khoảng chắc cũng được nửa tiếng mọi người ạ. Ok. Đây là tiếng chuông báo hiệu giờ làm việc vào buổi chiều thì nó sẽ reo vào lúc 12:40. Mọi người sẽ có 5 phút chuẩn bị và 12:45 sẽ bắt đầu vào làm việc vào chiều nha. Buổi chiều thì mình lại tiếp tục công việc thôi. Thì đây chính là cái công việc cắt cỏ một ngày kiếm 2 triệu bên Nhật nè. Tại vì mình đi làm thứ bảy á, thì lương nó sẽ cao hơn là đi làm vào ngày bình thường nha. Đó thì thật sự là trước khi sang Nhật á, đâu có ai mà ngờ sẽ đi làm vào thứ bảy và đi cắt cỏ như vậy đâu đúng không. Thì ai cũng mang danh là thực tập sinh này kia đó, đi qua đây thực tập kỹ năng, đi làm ngành gia công cơ khí, nhưng mà cuối tuần lại đi cắt cỏ và kiếm một ngày 2 triệu. Nói chung là chỉ có công ty mình là mới có được như vậy thôi. Còn các công ty khác thì mình cũng không biết như thế nào. Đây là rau diếp cá nè mọi người. Đó, bên Nhật này cũng có nha. Cực kỳ thơm luôn. Mình có thể mình hái về mình ăn uống thịt nướng hay là ăn bánh xèo gì đó cũng được. Đó, giờ thì tụi mình sẽ đi nhổ hết cái này. Đây, đóng này nè. Đó, mấy anh em thì sẽ giờ ra bên đây rồi. Ngồi đây cho nó mát. Làm đi. Thấy không? Đây mọi người ạ. Nhìn nó nhàn vậy thôi chứ ngồi dưới nắng này mà mấy tiếng đồng hồ là cũng hơi chua đó. Nhưng mà được cái đi làm vậy thì chung là mấy ông người Nhật cũng có chuẩn bị nước uống rồi cho tụi mình cũng đỡ. Nói chung là người ta hỗ trợ cho mình đi làm cuối tuần mà, nên là cũng phải làm thôi chứ giờ sao giờ. Đó, mọi người có thể nghe cái tiếng máy cắt cỏ là của mấy anh em đằng kia đang cắt cái bên kia kìa. Đó, mấy anh em cắt đó. Còn tụi mình chia ra bên đây thì 4-5 người bên đây ngồi cầm bằng cái liềm này cắt vậy thôi. Đó, giờ tới chiều sẽ cắt hết cái đường này. Xong rồi xong thì sẽ qua bên kia. Đó. Người tưởng là công việc nó nhẹ nhẹ, nó đơn giản cái thôi, chứ thật ra là làm dưới một cái nắng này á, mà ngồi còng lưng ra ngồi nhổ cỏ không á, thì thật sự là nó không có nhàn đâu. Nó cũng vất vả lắm ấy, chứ không phải là muốn ăn 2 triệu một ngày là nó đơn giản đâu. Thì bây giờ mình sẽ đi về bên kia để gom rác lại chung với mấy bạn ở kia. Đây là thành quả của hôm nay mọi người ạ. Đó, cắt chỉ tới cái vạch bên này thôi. Theo cái đường sát ở đây.
đó, dài đó đằng kia. Nói chung là đây là cái sân bóng của mình luôn nè. Nhưng mà dạo gần đây thì do trời mưa nhiều nên là cỏ nó lên rất là nhiều luôn. Chưa cắt hết, bữa nay thì chỉ cắt được tới nhiêu đây thôi. Đó, đây là thành quả hôm nay làm mọi người nguyên một đống rác luôn. Toàn là cỏ không. Đó, thì hôm nay thì cắt cỏ như vậy đó. Ok, thì sắp tới giờ về rồi, mọi người sẽ đi dọn dẹp những cái dụng cụ ở đây. Rồi sẽ đi dẹp vô cái kho này. Vậy là kết thúc một ngày làm việc mọi người ạ. Bây giờ thì khoảng 4 rưỡi thôi nhưng mà mình đã nghỉ trước rồi. Đi làm ở Nhật sướng lắm. Ngày đi cắt cỏ 2 triệu thôi. Nhẹ nhàng 2 triệu một ngày. Đi cướp 2 triệu. Đó, anh ruột. Đi tiếng. Đó. Giờ ở trên nước của tao. Giờ 4 giờ 40. 4 giờ 40. Mà anh em thay đồ về hết rồi. Đó, bạn cảm thấy ngày đi làm hôm nay như thế nào? Mà hôm nay tôi thấy đi làm đáng đồng tiền bắt gạo. Đáng đồng tiền là ngày hôm nay làm được 2 triệu đúng không? Đúng rồi. Rồi, rồi hỏi anh Duột ơi. Duột làm gì mới tắm xong anh Duột? Mới tắm em ơi. Được quá. Rồi. Anh em chụp cổ nắng nôi quá. Nắng nôi quá hả? Nhưng mà 2 triệu là đáng đồng tiền không? 2 đồng tiền bữa nay chắc không đáng em ơi. Chua hả? Nay hơi chua. Nay chua. Thôi kệ. 2 triệu hốt mới đủ. Ừ, tuần sau làm lại ha. Một ngày là hôm nay còn 1 ngày rưỡi nữa. À, vậy là bữa nay lãnh 3 triệu là mới đủ đúng không? Đúng rồi em ơi. Đúng rồi, ok. Chào mọi người. Đây, đi làm một ngày 2 triệu một người. Đó, làm xong mà giờ nằm la liệt ở đây nè. Thấy không? Đó, nằm xả lai ở đây luôn. Đó, giờ đợi 5 giờ chiều ren chuông rồi đi về. Ok, bây giờ tới giờ đi về rồi mọi người à. Chấm thẻ đi về thôi, lụm 2 triệu. Đó. Ôi trời, vẫn còn quá trời nắng luôn. Ok, thì bây giờ khoảng 5 giờ chiều mọi người ạ. À. Đang làm rồi đi về thôi đó. Ký túc xá mình thì ở bên kia. Đó, đi bộ về. Ok, thì video này cũng khá là dài rồi. Nói chung là kết thúc ngày làm việc rồi thì mình cũng kết thúc video luôn. À, chào tạm biệt mọi người nha. Và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. Ok.